Cựu sĩ quan tình báo Thủy quân lục chiến Mỹ Skoriter tuyên bố rằng ATACMS không thể được vận hành bởi bất kỳ ai ngoài người Mỹ. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh tin tức Việt. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Chuyên gia khẳng định Ukraine không thể tự phóng ATACMS vào Nga, hé lộ cái tên đứng sau làm tất cả. 4 sửa đổi trong học thuyết hạt nhân của Nga Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã bắn 6 tên lửa đạn đạo tầm xa được xác định là ATACMS vào dạng sáng ngày 19 tháng 11 theo giờ địa phương. 5 tên lửa trong số đó đã bị đánh chặn bằng hệ thống phòng không S-400 và Pantsir, trong khi một tên lửa khác bị hư hại và rơi xuống đất tại một địa điểm quân sự ở vùng Bryansk của Nga, gây ra một vụ hỏa hoạn và nó đã được dập tắt nhanh chóng. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng không có thiệt hại nào do sự cố này gây ra. Người đứng đầu cuộc phân tích chính trị quân sự Nga, Alexander Mikhailov nói rằng, quân nhân Mỹ tham gia vào việc dẫn đường tên lửa ATACMS và điều khiển hành trình bay của chúng để thực hiện cuộc tấn công. Chúng tôi có thể nói điều này một cách hoàn toàn tự tin. Chuyên gia này giải thích rằng, tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất sử dụng dữ liệu vệ tinh do quân đội Mỹ cung cấp, việc lựa chọn mục tiêu và tọa độ của chúng được thực hiện bởi các chuyên gia kỹ thuật quân sự Mỹ và quá trình tải nhiệm vụ bay vào thiết bị dẫn đường của tên lửa được thực hiện bởi quân nhân Mỹ. Việc phóng tên lửa không thể thực hiện được nếu không có các sĩ quan Mỹ. Mikhailov nói, người Mỹ sẽ không chuyển giao các thuật toán, mật mã hoặc cơ chế nhập tọa độ vào tên lửa ATACMS cho các sĩ quan của lực lượng vũ trang Ukraine. Chuyên gia quân sự Mỹ cũng đồng tình với học giả người Nga. Phát biểu trên kênh phát thanh kỹ thuật số Jogging Freedom, cựu sĩ quan tình báo thủy quân lục chiến Mỹ Scoriter tuyên bố rằng ATA CMS không thể được vận hành bởi bất kỳ ai ngoài người Mỹ. Theo ông Ritter, hệ thống dẫn đường và dữ liệu được đưa vào tên lửa ATA CMS được phát triển bởi các nhà phân tích không gian địa lý của Lầu Năm Góc tại châu Âu. Dữ liệu được phân loại bằng mật mã của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ, được truyền từ địa điểm ở châu Âu đến một trạm liên kết tải xuống ở Ukraine do các chuyên gia Mỹ vận hành. Sau đó, dữ liệu lại được các chuyên gia Mỹ tải lên ATA CMS vì vậy hành trình tên lửa được Mỹ lập trình dữ liệu được tải vào tên lửa và khi ấn nút bắn ra nó sẽ được Mỹ bắn vào nga, Reuters nói chỉ có người Mỹ mới có thể làm được điều đó. Điện Kremlin đã nhiều lần cảnh báo Washington về việc gia tăng can dự vào cuộc xung đột ở Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết việc Mỹ bật đèn xanh cho các cuộc không kích của Ukraine sâu bên trong nước nga bằng tên lửa ATACMS có nghĩa là một tình huống mới liên quan đến sự can dự của Washington hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS là tên lửa đạn đạo đất đối đất, có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 300 km, và chính tầm bắn đó khiến chúng trở nên đặc biệt quan trọng đối với Ukraine. Được chế tạo bởi Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Mỹ Lockheed Martin, ATACMS được bắn từ hệ thống tên lửa phóng loạt M270 hoặc hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS. Mỗi tên lửa có giá khoảng 1,5 triệu USD. ATACMS sử dụng nhiên liệu tên lửa rắn và bay theo quỹ đạo đường đạn vào khí quyển trước khi quay trở lại với tốc độ cao và góc nghiêng lớn, khiến chúng khó bị đánh chặn. ATACMS có thể được thiết lập để mang theo hai loại đầu đạn khác nhau. Loại thứ nhất là một đầu đạn với hàng trăm quả bom bi được thiết kế để tiêu diệt các khí tài bọc thép hạng nhẹ trên một khu vực rộng lớn. Những khí tài này có thể bao gồm máy bay đang đỗ, hệ thống phòng không và các khu vực tập trung quân. Loại đầu đạn này mặc dù hữu hiệu nhưng có nguy cơ để lại những quả bom bi chưa nổ gây ra rủi ro lâu dài sau khi cuộc giao tranh đã kết thúc. Loại thứ hai là một đầu đạn đơn với sức công phá mạnh nặng 225 kg, được thiết kế để phá hủy cơ sở kiên cố và các công trình lớn hơn. ATACMS đã xuất hiện trong nhiều thập kỷ, chúng lần đầu tiên được sử dụng trong chiến tranh vùng vịnh năm 1991. Quân đội Mỹ đang có kế hoạch thay thế ATACMS bằng tên lửa tấn công chính xác, PSM, một loại vũ khí nhanh hơn, nhẹ hơn, có thể bay xa tới 500 km. Nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy Ukraine sẽ nhận được loại vũ khí này. Hầu thuyết hạt nhân mới của Nga có bốn sửa đổi quan trọng. Đáng chú ý nhất là hạ ngưỡng kích hoạt vũ khí hạt nhân trong đòn đáp trả. Vừa qua, Tổng thống Putin đã duyệt tài liệu những nguyên tắc cơ bản về chính sách nhà nước trong lĩnh vực gian đe hạt nhân. Thông qua hàng loạt điều chỉnh về học thuyết vũ khí hạt nhân của Nga, chuyên gia có kho vũ khí nguyên tử lớn nhất thế giới với khoảng 1.558 đầu đạn hạt nhân chiến thuật, theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ. Thời điểm Điện Kremlin công bố học thuyết hạt nhân mới gây chú ý vì nó trùng với mốc 1.000 ngày chiến sự Nga-Ukraine và căng thẳng Moscow phương Tây leo thang đáng kể sau khi Tổng thống Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa mà Mỹ viện trợ để tập kích sâu bên trong lãnh thổ Nga. Tôi có phần kinh ngạc về nội dung chi tiết và những kịch bản được đề cập trong tài liệu. Hank Kriterson, giám đốc dự án thông tin hạt nhân tại FAS có trụ sở ở thủ đô Washington nói, nó vượt xa những gì chúng tôi đã đọc từ tài liệu của các quốc gia hạt nhân khác. Theo giới quan sát, học thuyết hạt nhân mới của Nga có 26 đoạn được điều chỉnh, trong đó có 4 sửa đổi có nội dung đáng chú ý nhất so với phiên bản được công bố vào tháng 6 năm 2020. Thời điểm sửa đổi quan trọng đầu tiên là học thuyết mới mở rộng phạm vi Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân để tung đòn đáp trả. Từ hành động gây hấn nhằm vào Nga, thành hành động gây hấn nhằm vào các thành viên khác trong nhà nước liên minh, bao gồm Nga và Belarus. Điều này về cơ bản đã đưa Belarus vào trong chiếc ô hạt nhân của Nga và coi bất cứ đòn tấn công nào vào quốc gia này cũng là hành động tấn công Nga, khiến Moscow kích hoạt vũ khí hạt nhân để đáp trả. Kể từ khi chiến sự bùng phát, Nga và Belarus, hai nước thành viên trong nhà nước liên minh, đã tăng cường đáng kể quan hệ về mọi mặt, trong đó có vũ khí hạt nhân. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hồi tháng 4 thông báo Nga đã triển khai hàng chục đầu đạn hạt nhân đến Belarus, động thái mà Moscow cho là tương tự những gì Washington từng làm trên lãnh thổ của các đồng minh. Moscow vẫn giữ quyền kiểm soát số khí tài trên. Khi nhắc đến đề xuất sửa đổi mở rộng phạm vi học thuyết hạt nhân của Nga hồi tháng 9, ông Lukashenko đã cảnh báo một cuộc tấn công nhằm vào Belarus sẽ châm ngòi Thế chiến thứ ba. Tổng thống Lukashenko hồi năm ngoái cũng tuyên bố các quốc gia gia nhập nhà nước liên minh Nga Belarus cũng sẽ được chuyển giao vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ. Điểm đáng chú ý thứ hai là Nga đã hạ ngưỡng kích hoạt vũ khí hạt nhân trong học thuyết mới. Trước đây Nga tuyên bố sẽ dùng vũ khí hạt nhân đáp trả nếu sự tồn vong của đất nước bị đe dọa. Tài liệu mới được điều chỉnh thành khi có mối đe dọa nghiêm trọng đến chủ quyền cũng như toàn vẹn lãnh thổ của Nga và Belarus. Đoạn 10 của tài liệu cho biết, Nga sẽ coi hành động tấn công từ quốc gia thành viên trong một liên minh là hành động tấn công của cả liên minh đó, dường như để ám chỉ NATO. Đoạn 11 nêu rõ các cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường nhằm vào Nga hoặc đồng minh của Nga nhưng được hỗ trợ bởi một nước sở hữu vũ khí nguyên tử sẽ được coi là một cuộc tấn công chung và Moscow có thể kích hoạt vũ khí hạt nhân đáp trả. Học thuyết năm 2020 chỉ tập trung vào các cuộc tấn công trực tiếp từ những bên sở hữu vũ khí hạt nhân. Khi vạch ra những sửa đổi trong học thuyết hạt nhân hồi tháng 9, ông Putin không nhắc đến quốc gia cụ thể nào. Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại cho thấy điều chỉnh này dường như nhắm đến Ukraine, quốc gia phi hạt nhân đang nhận sự hỗ trợ từ Mỹ và các nước phương Tây khác. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev thẳng thắn hơn, nói rằng việc Ukraine sử dụng tên lửa NATO tấn công lãnh thổ Nga có thể được phân loại là cuộc tấn công của cả khối vào Moscow và đủ điều kiện kích hoạt đòn phản công hạt nhân. Học thuyết mới của Nga còn mở rộng danh sách các yếu tố mà Moscow coi là mối đe dọa về mặt quân sự, có thể cần phải đáp trả bằng vũ khí hạt nhân. Theo đó, Nga sẽ coi bất kỳ bên nào sở hữu các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, có thể được dùng để nhắm vào Nga, tập trận gần biên giới Nga và âm mưu tấn công các cơ sở gây nguy hiểm cho môi trường hoặc cô lập một phần lãnh thổ Nga là mối đe dọa quân sự nghiêm trọng. Học thuyết hạt nhân của Nga không còn coi vũ khí hạt nhân chỉ là biện pháp răn đe, mà thêm rằng Moscow có thể sử dụng chúng nhằm vào kẻ địch tiềm tàng. Theo đó, Nga có thể kích hoạt vũ khí hạt nhân nhắm vào các quốc gia cho phép một bên sử dụng lãnh thổ, không phận, hải phận cùng nguồn lực khác mà họ kiểm soát để chuẩn bị và phát động đòn tấn công vào Nga. Theo giới chuyên gia, ông Putin bắt đầu đưa ra các cảnh báo hạt nhân sau khi Nga mở chiến dịch ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Nhưng những lần danh này thường xuyên bị phương Tây xem nhẹ. Lần này, Nga đã gia tăng yếu tố mơ hồ trong học thuyết hạt nhân sửa đổi nhằm tăng cường sức răn đe phương Tây, ngăn họ tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine một mặt nga nêu khả năng dùng vũ khí hạt nhân nếu lãnh thổ bị đe dọa mặt khác nga vẫn mập mờ về mức độ đe dọa khiến moscow phải hành động những diễn biến hiện tại không đồng nghĩa rằng ngón tay đã được đặt lên nút bấm hạt nhân nhưng chúng ta đang ngày càng cận kề với một cuộc xung đột trực tiếp giữa nga và các nước nato Đến đây, thời lượng của bản tin cũng đã kết thúc. Mời quý vị ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!